Xin chào tất cả các bác, Sưởng Tượng Gỗ hôm nay muốn giới thiệu với các bác hai mẫu dốc lịch thuận buồm xuôi gió bên em các bác. Và đầu tiên là mẫu dốc lịch thuận buồm xuôi gió, hàng đã PU bóng mờ, nước sơn rất là đẹp và cao cấp. Dốc lịch này có mã là TG047, có kích thước cao 70, ngang 40 và dày 4 phân, được đục nổi lên, ráp rất là kỹ trước khi PU các bác nhé. Và dốc lịch này có giá là 1.350.000 và miễn phí ship toàn quốc cho các bác nha. Làm rất là đẹp, dốc lịch thì là một trong những cái món đồ mà không thể thiếu ở mỗi gia đình, cửa hàng, công ty rồi đúng không ạ? Nhưng ngày này thì nó đã được cải thiện hơn rất là nhiều, được làm từ những chất liệu gỗ rất là cao cấp, nên khi mà các bác để vừa đẹp vừa sang mà ý nghĩa phong thủy thì rất là tốt. Vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, ở trên thì có một chiếc thuyền thuận buồm xuôi gió rất là đẹp, tiến tới giúp cho công việc, mọi thứ trở nên viên mãn hơn, thành công rực rỡ các bác nhé. Tiếp đến là mẫu dốc lịch thuận buồm xuôi gió hàng dát vàng, có mã là TG048, có kích thước cao 70, ngang 40 và dày 4 phân, được dát vàng nổi lên rất là đẹp các bác nha. Mẫu thuận buồm xuôi gió hàng dát vàng này thì có vẻ là trông bắt mắt hơn đúng không ạ? Nhưng những bác nào mà yêu thích sự đơn giản thì có thể chọn sang hàng PU sơn trơn thôi các bác nhé. Và dốc lịch thuận buồm xuôi gió dát vàng này có giá là 1.450.000 và miễn phí ship toàn quốc các bác ơi. Nếu như các bác đặt hàng, các bác có thể để lại số điện thoại ở dưới mỗi video hoặc là liên hệ trực tiếp qua số Zalo hoặc số hotline của cửa hàng 035 5678 885 để được tư vấn cụ thể hơn, hoặc số 0868 688 137 các bác nhé. Hoặc các bác có thể truy cập website xưởngtượnggỗ.com để đặt hàng một cách nhanh nhất các bác nha. Đây là mặt sau của dốc lịch này. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Xưởng Tượng Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.